Đây đều chỉ là tinh thần lực lượng tăng lên trên diện rộng mang tới chỗ tốt. Hắn đối với tự thân hồn lực, huyết mạch chi lực cảm giác cũng biến thành càng thêm tinh tế, khống chế cũng càng là tự nhiên. Là mền vũ ngân vân là mơn thảo mang choán vô cùng là võ hồn năng lực liền là nguyên tố trường khống. Tinh thần lực lượng tăng lên đối với nguyên tố trường khống trình độ không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp thật lớn. Hơi tính toán một thoáng, La Mền Vũ trên mặt liền không cấm toát ra nụ cười. Lần này tới tình linh tính thu hoạch thật sự là quá lớn. Làm cái có khả năng triệu hoán ra 9 vạn năm thú vị kim cương khỉ đầu chó. Mặc dù bây giờ còn không biết làm sao triệu hoán, nhưng hắn sức chiến đấu hiển nhiên là không thể nghi ngờ cường hãn. Chính mình huyết mạch vòng xoáy tăng lên gấp đôi cũng không chỉ như vậy. Thiên tử quả còn có thể lại ăn hai khỏa. Chính mình long thần huyết mạch tinh luyện dung hợp ra không thể nghi ngờ, chỉ là có tương đối lớn tiến bộ. Đồng thời chính mình còn chiếm được thú thần đế thiền dung hợp, mặc dù không thể là giống với chân chính hồn linh như thế mang cho chính mình mạnh mẽ hồn hoàn, hồn kỹ, có thể riêng là huyết mạch chi lực tăng lên cùng với tinh thần lực lượng gấp đôi tăng phúc, không thể nghi ngờ đây là thu hoạch khổng lồ. Chưa nói chi là còn có thú thần đế thiền cái này, bảo mệnh kim bài, tương lai ta ngộ thời điểm nguy hiểm liền có được cực lớn cam đoan. Hắn hiện tại đã mơ hồ biết, tương lai học viện xử lý các ngoại viện học viên là muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, giống như theo năm thứ tư bắt đầu liền là như thế, cái kia liền sẽ có khả năng tạo ngộ nguy hiểm. Còn có một cái La Mền Vũ đặc biệt xem trọng, liền là một năm có thể thức tỉnh thú thần một lần. Thú thần đế thiên đây chính là gần trăm vạn năm tu vi hồn thú đại năng, vẫn là một đời thú thần. Không nói những cái khác, riêng là kinh nghiệm tu luyện, kỹ xảo chiến đấu các loại đều là chân quý, chính mình hoàn toàn có khả năng tích lũy một chút nghi nan vấn đề, chờ thức tỉnh nó thời điểm hướng nó hỏi thăm. Tổng hợp đến xem, chính mình mặc dù không có hướng hắn đồng bạn hắn như thế nào thu hoạch được hồn linh, nhưng mình thu hoạch được sẽ chỉ có lớn hơn, trước mặt trực tiếp nhất tăng lên nhưng thật ra chỉ là tinh thần lực. Còn có huyết mạch bên trên, có thể trọng yếu nhất vẫn là cho chưa đến chính mình tu luyện đặt xuống một cái cơ sở vững chắc. La Mền Vũ lúc này nắm đấm, cho đến giờ phút này hắn mới thật sự là hoàn toàn có lòng tin là học viện Sở Lai Khắc một tên học viên yếu tố, thật sự có nắm bắt chưa đến chính mình nhất định có thể thi đậu vào trong nội viện. Tại vừa tới đến học viện Sở Lai Khắc thời điểm đó, hắn một mực là tại nương tựa theo chính mình tại trên sự chỉ huy Thiên Phú mang theo tiền lỗi cùng với Lưu Phóng một đường vượt quan, cuối cùng thi đậu vào trong học viện Sở Lai Khắc. Nhưng lúc đó ba người bọn hắn áp lực kỳ thật đều là phi thường lớn, bằng không Lưu Phóng cũng sẽ không như vậy mà liều mạng, liền tiền lỗi đều không dám lại lười biếng. Bọn hắn khi đó dù sao cũng là toàn lớp tu vi thấp nhất, nhỏ yếu nhất tồn tại, có thể bây giờ lại là không đồng sáng, hết thảy đều trở lên trên không đồng sáng. Đi qua cái này hơn một cái học kỳ tu luyện, hắn đều có biến hóa thoái thoát thai hoàn cốt. Bọn hắn vốn là yếu nhất, có thể là tốc độ phát triển cũng tuyệt đối là nhanh nhất. Cứ việc hiện tại đơn thuần hồn lực tu vi là mình phụ vẫn như cũ là toàn lớp một tên sau cùng, nhưng hắn thực tế sức chiến đấu lại hoàn toàn không phải là dùng hồn lực có thể cân nhắc. Mà ngay tại vách sắt không xa, khác ở trong một cái phóng còn có hai cái trái tim tại kịch liệt sao động. Dứt khoát quyết định đổi tên thành Bạch Tú Tú là đống thiên thú cùng với làm mộng cấm ban đầu đều đã tiến vào trong minh tưởng trạng thái, lại đều bị đột nhiên phát sinh ra biến hóa khí tức sở kinh tính. Trong lúc các nàng gần như đồng thời mở hai mắt ra thời điểm, ngạc nhiên phát hiện trong phòng không biết lúc nào đã nhiều ra hai người. Cái kia một thân màu xanh lá vảy dài tướng mạo tuyệt mỹ, có thể không phải là hồn thú giới dưới một người vạn người ở phía trên phỉ thúy thiên nga bích cơ hay sao. Một vị khác thì là hôm nay kém một chút cùng với nàng cùng một chỗ thủy tùng đế thiên mà đi cái vị kia vái tím nữ tử. Lam đã cầm các nàng xuất hiện ra trong phòng thời điểm, Bạch Tú Tú cùng với Lam Mộng Cấm đều tràn ngập kinh ngạc. Liếc nhau, hai người vội vàng từ trên giường xuống tới. Quấy rầy mọi người rồi, Bích Cơ ôn nhu nói. Lam Mộng Cấm cùng với Bạch Tú Tú đều có một chút quò quắp, thậm chí có một chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vẫn là Bạch Tú Tú thầm tâm càng vững chắc một chút. Hai vị tiền bối lần này đến đây là... Bích Cơ thản nhẹ một tiếng rồi nói, thú thần thăng thiên chúng ta cũng không muốn lưu lại nữa, bởi vì chúng ta cũng sẽ phải đối mặt với vô phương vượt qua đại kiếp. Cho nên tại cẩn thận suy nghĩ phía dưới, chúng ta quyết định cũng cùng với tùy các người giờ đi nơi này, chẳng qua là không biết các người có nguyện ý hay không tiếp nhận chúng ta. Sao? Lam Mộng Cầm lúc này đều có chút bối rối, theo bản năng bật thốt lên. Hồn linh! Nói ra hai chữ này về sau, nàng liền hối hận. Trước mặt hai cái vị này tại hồn thú thế giới đại hạng gì địa vị, chính mình một tiếng này có thể hay không chọc giận các nàng. Lại không nghĩ rằng Bích Cơ không chút do dự nhẹ nhàng gật đầu rồi nói, đúng vậy, chính là hồn linh, chúng ta nguyện ý thành hồn linh của các ngươi, không biết các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận.
Nghe nàng kiểu nói này, Lam Mộng Cầm trong nháy mắt liền nhảy lên, nàng dù sao vẫn là tiểu cô nương, kinh hỉ tới nhanh như vậy sao có thể làm cho nàng không hưng phấn đây. Nguyện ý, ta nguyện ý, Lam Mộng Cầm lúc này hưng phấn có một chút không kiềm chế được, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Ngược lại chính là Bạch Tú Tú như trước, là có thể bảo trì mấy phần bình tĩnh, thoáng có một chút khó xử há to miệng, lại không nói ra cái gì. Ngươi đi theo ta, đúng vào lúc này một thân màu tím váy sai mà hậu hướng sang Bạch Tú Tú vẫy vẫy tay, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Bạch Tú Tú nhìn về phía cô Lam Mộng Cầm, lại phát hiện ra rằng mình vị này hào tỉ muội lúc này căn bản là không có xem chính mình, con mắt một mực tại trong hỏa ánh sáng, còn kém ra bổ nhào vào bích cờ trong ngực đi. Mặc dù không biết tại sao lại đột nhiên xuất hiện ra cơ duyên như vậy, nhưng nàng cũng hiểu rõ, cơ duyên như vậy đối với Lam Mộng Cầm thật sự chính là nói quá là trọng yếu. Phỉ Thúy Thiên Nga tại đường đại hùng thú bài xanh bên trong có thể là gần với thú thần tồn tại, dù cho không chủ chiến cũng là không có gì sánh kịp mạnh mẽ. Bạch Tú Tú nhẹ nhàng đụng một cái Lam Mộng Cầm, sau đó mới đi theo sau lưng của Ma Hậu đi ra ngoài. Bích Cơ nhìn xem trước mặt hưng phấn nhảy nhót Lam Mộng Cầm, trên gương mặt xinh đẹp toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, trong đầu không khỏi quanh quẩn lên trên cái kia cuối cùng lưu cho nàng âm thanh. Trở về ta sẽ không chết, tôn chủ đã buông xuống ta sẽ cùng theo tôn chủ mà đi, đây là chúng ta duy nhất tương lai có thể thành thần cơ hội. Ngươi cùng với Ma Hậu cũng có thể cùng với ta cùng nhau mà đi, lựa chọn tôn chủ bên người hai vị bạn gái, bằng không các người khó khăn đại kiếp. Các người tự sẽ tại tôn chủ trên thân cảm nhận được khí tức của ta tồn tại, chờ ta thức tỉnh về sau mới thật sự là phá rồi lại lập, độ kiếp phong thần thời điểm, tôn chủ trùng sinh tộc ta hưng thịnh. Chính là bởi vì cái âm thanh này xuất hiện, nàng chính và Thâm Uyên là Ma Lòng Ma Hậu mới cuối cùng là lựa chọn sống sót. Cho dù là tại trước hôm nay, các nàng cũng không có theo thú thần nơi đó nghe đến bất kỳ âm thanh, lại không nghĩ rằng thú thần lại đã có dạng này quyết đoán, khó trách hắn sẽ để cho Hổ Vương cùng với người kia bảo trì như thế quan hệ tốt đẹp. Một đạo nhu hòa ánh sáng màu xanh biếc theo bích cơ trong tay xoạt ra, lập tức thì Lam Mộng Cầm chỉ cảm thấy đến tâm linh của mình đều đã bị gột rửa thành lọc, phấn khởi tâm tình kích động lập tức là bình phục ra xuống tới. Bích cơ nhìn xem nàng mỉm cười nói, ngươi tên là gì? Tiền bối, ta gọi là Lam Mộng Cầm, ta võ hồn chính là tuyết nữ của với Ngọc Hoàng Cầm, Lam Mộng Cầm lúc này vội vàng nói. Bích cờ khẽ vuốt cằm, võ hồn của người ta có thể cảm nhận được, thật sự không nghĩ tới nhân loại các người lại có thể xuất hiện ra tuyết nữ võ hồn, người hai cái võ hồn phù hợp lại là có chút vấn đề. Ta mặc dù cùng với người võ hồn cũng không hoàn toàn phù hợp, nhưng nếu như người nguyện ý, ta có thể giúp người đối với bọn nó tiến hành trình độ nhất định cải thiện. Ta cũng không am hiểu tại chiến đấu, nhưng lại am hiểu tại phụ trợ, có thể giúp người điều hóa tự thân năng lực, để chúng nó càng thêm hòa hợp, cũng càng ngày càng thích hợp hơn với người. Người có bằng lòng hay không đây? Ta nguyện ý, Lam Mộng Cầm lúc này không chút do dự mà nói ra, đối với bình thường hồn thú nếu như không am hiểu chiến đấu, nàng thật sự đúng là sẽ không nhìn nhiều, nhưng trước mắt cái vị này không giống nhau, ít nhất vượt qua 60 vạn năm trở lên tu vi, không nói những cái khác, tưởng tượng chỉ nghĩ tương lai mình hồn hoàn cũng sẽ là trong truyền thuyết màu vàng cam. Lam Mộng Cầm lúc này liền đã hưng phấn sông không khóc rồi. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu. Bích Cơ mỉm cười, tay phải vỗ nhẹ nhẹ ra, lập tức trên trong cả gian phòng này đều biến thành màu xanh lục bát ngát. Một vòng vầng sáng màu xanh biếc tại các nàng dưới chân nở rộ đến, phức tạp hoa văn nổi lên, màu xanh biếc thiên nga phẳng phất tại trong hoa văn bên trong bay lượn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của các nàng liền đã hoàn toàn bị cái kia màu xanh biếc vầng sáng bao phủ và bao trùm. Bên ngoài gian phòng, Ma Hậu lặng lặng đi ở phía trước, Bạch Tú Tú thì đi theo ở phía sau, đi thẳng đến chỗ sở dìa ở trong một rừng cây, Ma Hậu mới dừng bước. Ma Hậu xoay người, tầm mắt bình tĩnh nhìn hướng Bạch Tú Tú, câu nói đầu tiên liền làm cho Bạch Tú Tú toàn thân kịch chấn. Ngươi là Ma Hồn Đại Bạch Sa. Mặc dù đoán được đối với có khả năng xem thấu chính mình, nhưng cũng không nghĩ tới Ma Hậu thế mà sẽ nói thẳng ra. Chúng ta hồn thú tu luyện thành người rất khó, 10 vạn năm tu vi, còn muốn có cơ duyên mở ra chân chính linh trí. Giống như ngươi, hồn thú khí tức đã hoàn toàn thu lại, theo bề ngoài lại phân rõ không xa là người hay là hồn thú, thì càng là khó càng thêm khó. Chắc hẳn ngươi đã từng bị cường giả chân chính điểm hóa hoặc là ảnh hưởng qua. Ma Hậu đã bình tĩnh nói. Cho nên người cũng không thể là hư huyễn hồn linh tới gia tăng chính mình hồn hoàn, ngươi chỉ cần tại trong trưởng thành về sau không ngừng tu luyện, phụ chính bản thân tô hồn hoàn là có thể biến thành nhân loại chân chính.
Thế nhưng mà người cũng đã biết, làm người tu luyện tới thất hoàn về sau, chân chính trưởng thành về sau, lại cũng hiện tại cũng không giống nhau. Đến lúc đó người có khả năng vẫn như cũ lựa chọn sử dụng chính mình nguyên bản năng lực làm hồn hoàn, nhưng cũng đồng dạng có khả năng lựa chọn giống nhân loại như thế xung hợp hồn linh, gia tăng hồn hoàn, bởi vì đến thất hoàn người liền lại không là hồn thú, mà chân chính trở thành người.